Tham khảo phong độ gần đây của hai đội ở các trang thống kê uy tín, chúng ta dễ dàng có thể đưa ra nhận xét Thái Lan đang là những người được đánh giá vượt trội so với đội khách Philippines tại lượt trận thứ hai này. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây là bài viết dự đoán tỷ số soi kèo trận đấu hấp dẫn ở bảng A AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Philippines. Mong các bạn ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Theo đó, Thái Lan đã thắng 3 trên 4 lần ra sân gần nhất. Trong đó, dĩ nhiên phải nhắc đến ngày ra quân tưng bừng tại AFF Cup năm nay với thắng lợi 5 sao trước Brunei. Trong khi đó, nhìn sang Philippines, họ để thua tới 3 trên 4 trận đấu gần nhất và chỉ có 1 thắng lợi. Đây rõ ràng không phải là sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và các chuyên gia dự đoán Thái Lan khả năng sẽ có chiến thắng cuối cùng. Với sự vươn lên của Philippines trong những năm gần đây, thì thế trận giằng co là điều được dự báo trước cuộc đối đầu giữa Philippines và Thái Lan. Theo thống kê, có tới 3 trên 5 trận đấu gần nhất, hai đội này đối đầu nhau chỉ chứng kiến nhiều nhất là 2 bàn thắng được ghi trong 90 phút. Đó là lý do một số bài viết nhận định tỷ lệ nổ xỉu bàn thắng sẽ là khá cao trong trận đấu này. Thái Lan duy trì lối đá đề cao sự chắc chắn để làm tiền đề cho thành tích ổn định thời gian qua là điều ai cũng dễ dàng nhận thấy. Cộng hưởng cùng với việc thống kê cho biết 2 trên 3 lần gặp nhau gần nhất, bàn thắng chỉ xuất hiện ở hiệp 2. Vì thế, khả năng cao hiệp 1 sẽ khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Được biết, tại lượt trận thứ 3 ở bảng A AFF Cup 2022 diễn ra vào ngày 26 tháng 12 với tâm điểm là trận cầu giữa Thái Lan và Philippines. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19:30. Dù vắng mặt nhiều ngôi sao, nhưng rõ ràng Thái Lan đã chứng tỏ được sức mạnh của nhà đương kim vô địch với chiến thắng 5 sao trước Brunei ở trận mở màn. Trong khi đó, Philippines cũng níu kéo hy vọng cạnh tranh vé vào bán kết với chiến thắng đậm trước Brunei cách đây ít ngày, sau khi họ đã gục ngã bất ngờ trên sân của Campuchia ở lượt trận mở màn. Rõ ràng, dù có tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua, nhưng khoảng cách về trình độ giữa Philippines và Thái Lan vẫn còn rất lớn. Vậy nên không bất ngờ khi người Thái sắm vai cửa trên ở trận đấu này. Thị trường châu Á chứng kiến kèo Thái Lan chấp tới 2 trái trước Philippines. Cách đánh giá như vậy từ giới cầm cân nảy mực cho thấy khả năng thắng đậm của thầy trò huấn luyện viên Poking trận này là rất cao. Không quá bất ngờ với dịch chuyển của nhà cái đánh giá như vậy về trận cầu này khi voi chiến vẫn chứng tỏ được vị thế của mình tại khu vực, trong khi Philippines lộ nhiều điểm yếu chết người trong thất bại trước Campuchia ở trận mở màn. Về phía Thái Lan, họ thiếu những ngôi sao như Chanaship, Skawin hay Subachok, nhưng tập thể dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Poking vẫn rất chất lượng với đầu tàu là Theraton và Terasin Tangda. Nên nhớ, ở sân nhà, Thái Lan đều giành chiến thắng cùng với tỷ số 3-0 trong hai lần gần nhất họ tiếp đón Philippines. Mặc dù vậy, điều tuyệt vời nhất trong bóng đá là yếu tố bất ngờ. Với những khoảnh khắc không tưởng, Philippines bị đánh giá yếu hơn Thái Lan rất nhiều, nhưng không có nghĩa là họ không có cơ hội tiến vào vòng bán kết. Ở mỗi trận đấu gặp những đối thủ khó hơn, nếu họ có đối pháp hợp lý, Philippines hoàn toàn có thể gây bất ngờ. Như chúng ta thấy tại kỳ World Cup 2022, bóng đá phòng ngự lên ngôi với việc Croatia, Maroc lọt vào bán kết nhờ lối chơi kỷ luật, phòng ngự kín kẽ và tấn công sắc bén. Chỉ cần khoảnh khắc Thái Lan mất tập trung, nếu Philippines sẵn sàng các pha tấn công, hoàn toàn họ có thể gây bất ngờ. Ở mùa giải năm nay, Philippines không phải là ứng viên vô địch. Song, đội bóng này mạnh hơn rất nhiều so với Brunei, đội bóng vừa bị Thái Lan đánh bại với tỷ số 5-0. Điểm mạnh của lối chơi Philippines chính là tốc độ và trực diện với những mũi tấn công hiệu quả. Seven Rock cùng với đồng đội có đủ sức đả thương Thái Lan ở trận đấu này. Do đó, huấn luyện viên Poking sẽ phải chơi 100% khả năng để lấy 3 điểm trước Philippines, chứ Thái Lan không nhàn hạ như trận gặp Brunei ở ngày ra quân. Với thực lực nhỉnh hơn, ưu thế vẫn đang nằm trong tay người Thái. So tài với Philippines giúp Thái Lan có một bước đệm nữa để tiếp tục hoàn thiện, qua đó hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup năm nay. Trước đó, như chúng ta đã biết, ở trận ra quân, đội tuyển Thái Lan có chiến thắng 5 sao trước Brunei. Tuy nhiên, điều này không nói lên được nhiều điều, bởi Brunei là đối thủ quá yếu và chưa đủ để đánh giá được hết sức mạnh của voi chiến. Tuy nhiên, tờ Shocking của Nhật Bản thì cho rằng Thái Lan sẽ khó bảo vệ được chức vô địch tại AFF Cup năm 2022 này. Theo tờ báo này phân tích, thì Chanaship Subharok không tham dự AFF Cup năm 2022. Trong đó, Chanaship, cầu thủ đang chơi tại G-League, đã góp mặt trong 3 chức vô địch AFF Cup gần nhất của đội tuyển Thái Lan. Thiếu vắng Chanaship, đội tuyển Thái Lan sẽ thiếu vắng đi bộ não đi tuyến giữa, và đây sẽ là ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Thái Lan. Trước đó, Chanaship từng cho biết anh sẽ không tham dự AFF Cup 2022 và muốn được nghỉ ngơi sau một thời gian cày ải liên tục. Ngoài việc thiếu vắng nhiều ngôi sao trong đội hình, theo báo chí của Nhật Bản, một nguyên nhân khác khiến Thái Lan có thể mất chức vô địch AFF Cup năm 2022 đó là sự vươn lên của bóng đá Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Ngoài ra, các nước khác trong khu vực như Indonesia, Malaysia cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Và hiện tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan không còn vượt trội như trước đây. Còn nhớ tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Thái Lan có trận hòa với Việt Nam, một trận thắng và một trận hòa trước Indonesia. Tuy nhiên, họ lại để thua cả hai trận trước Malaysia. Với thực lực hiện tại, theo nhận xét của tờ Soccer King của Nhật Bản, thì Thái Lan sẽ khó bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2022. Được biết, AFF Cup là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Đây là giải đấu bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá nam của các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF tổ chức. Đây là giải đấu bóng đá lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Giải đấu này được tổ chức 2 năm một lần và diễn ra vào các năm chẵn, ngoại trừ hai trường hợp là vào năm 2006 phải chuyển sang năm 2007 do trùng với thời điểm diễn ra đại hội thể thao năm 2006, và năm 2020 thì phải chuyển sang 2021 do đại dịch Covid-19. Giải lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore vào năm 1996 với tên gọi là Tiger Cup, do được tài trợ tại hãng bia Tiger, và đội vô địch đầu tiên đó là Thái Lan. Cái tên Tiger Cup được kéo dài đến năm 2004. Sau khi hãng bia Tiger hợp đồng tài trợ thì đến giải lần thứ 6 năm 2007 thì giải được đổi với tên gọi là AFF Cup. Tính đến nay, trong 13 lần tổ chức giải thì đã có 4 đội tuyển vô địch, bao gồm Thái Lan 6 lần, Singapore 4 lần, Việt Nam 2 lần, Malaysia 1 lần. Australia là thành viên của AFF Cup nhưng họ chưa giờ tham dự do sức mạnh vượt trội so với các đội bóng còn lại của Đông Nam Á. Tại lần tổ chức gần nhất tại AFF Cup 2020 thì Thái Lan lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số 6-2 trong cả hai trận chung kết lượt đi và lượt về. Với những phân tích trên, chúng tôi dự đoán Thái Lan sẽ có chiến thắng 3-1 trước Philippines ở lượt trận thứ 3 tại bảng A AFF Cup 2022. Theo bạn, bạn dự đoán thế nào về tỷ số trong trận đấu giữa Thái Lan và Philippines? Liệu rằng Thái Lan sẽ có chiến thắng cách biệt trước Philippines? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.